Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 7 tháng 1 năm 2022, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu ổn định. Cụ thể, tôm thẻ size 20 con đang có giá 240.000 đồng 1 kg, size 25 con giá 188.000 đồng. 25 con về nhỏ giá 183.000 đồng 1 kg. Size 30 con đang có giá 169.000 đồng 1 kg, thẻ oxy giá 175.000 đồng. Size 40 con có giá 148.000 đồng. Size 50 con 138.000 đồng 1 kg. Size 60 con đang có giá 128.000 đồng. Size 70 con 121.000 đồng 1 kg tôm thẻ size 100 con đang có giá 100.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, tôm sú oxy tại khu vực Bạc Liêu cũng có giá ổn định. Theo đó, tôm sú oxy size 40 con lớn giá 180.000 đồng 1 kg, dập đá 170.000 đồng. Size 40 con nhỏ có giá 170.000 đồng, dập đá 160.000 đồng. Size 50 con lớn giá 150.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 50 con nhỏ đang có giá 140.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu